Thưa quý vị và các bạn, để nắm tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, đồng thời kiểm tra tiến độ sản xuất vụ chiêm xuân 2020. Ngày 31 tháng 1, tức ngày mùng 7 Tết Canh Tý, huyện Tân Lạc đã tổ chức các đoàn đi kiểm tra và nắm tình hình tại các địa phương trong huyện. Đoàn do đồng chí Bùi Văn Tinh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đã đến thăm kiểm tra tình hình tại ba xã Thanh Hối, Đồng Lai và Ngọc Mỹ. Theo báo cáo của các xã, tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán, bà con nhân dân vui xuân đón Tết an toàn, lành mạnh, tiết kiệm. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. Trước Tết, các địa phương đã tổ chức thăm, tặng quà và phát tiền Tết đến tận tay các hộ nghèo, gia đình chính sách theo đúng quy định. Nhân dân vui Tết đón xuân vui vẻ, phấn khởi. Về tiến độ sản xuất, các xã đã tổ chức gieo mạ đạt 100%, tuổi mạ được 9 đến 10 ngày. Mạ được che phủ nên phát triển tốt. Hiện các xóm đã làm đất được 70%, dự kiến sau khai hạ sẽ cấy đồng loạt. Qua nghe báo cáo và kiểm tra trực tiếp tại các địa phương, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong việc giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo cho nhân dân vui Tết đón xuân đầm ấm, an toàn và có phần tươm tất hơn những năm trước. Đồng chí đề nghị các địa phương cần đẩy nhanh tiến độ sản xuất cho kịp thời vụ, quản lý tốt thanh niên phát lệnh nhập ngũ, chuẩn bị cho lễ giao nhận quân, đảm bảo đúng đủ quân số. Đoàn do đồng chí Bùi Văn Nhỏ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đã đến thăm kiểm tra nắm tình hình tại 4 xã vùng thượng gồm Phú Vinh, Phú Cường, Trung Hòa, Mỹ Hòa. Báo cáo nhanh của địa phương cho thấy dịp Tết Nguyên đán Canh Tý, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại các xã được giữ vững ổn định, bà con đón Tết vui xuân an toàn, tiết kiệm, không có trường hợp hoặc hộ nào không có Tết. Các xóm đã tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ đón giao thừa, mừng Đảng, mừng xuân tại nhà văn hóa xóm. Để tạo không khí xuân ấm áp, an vui, chính quyền địa phương đã phối hợp với các ngành chức năng và các nhà hảo tâm tặng quà cho các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, cho người có uy tín trong cộng đồng. Đồng thời, chỉ đạo tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, cùng với đó, đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm. Hiện tại, các xã đã tập trung sản xuất vụ đông xuân và gặp mặt tân binh chuẩn bị cho ngày hội tổng quân năm 2020. Đoàn do đồng chí Đinh Quốc Trình, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Công an huyện đã đến thăm nắm tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán tại các xã Do Nhân, Lỗ Sơn, Gia Mục. Tại các xã đoàn đến kiểm tra, việc tiếp nhận, phân phối, tặng quà của các cấp, các ngành, các tổ chức cá nhân đảm bảo đúng, đủ, kịp thời. Bà con nhân dân đều được ăn Tết, đón xuân phấn khởi, vui tươi lành mạnh và tiết kiệm, phù hợp với điều kiện gia đình và truyền thống của địa phương. Tình hình an ninh trật tự ổn định. Về sản xuất, các xã đã tiến hành gieo mạ và bắt đầu làm đất đạt tiến độ trên 70% tổng diện tích. Nguồn nước tưới tiêu phục vụ cho vụ sản xuất vụ đông xuân năm 2020 cơ bản đảm bảo. Riêng xã Do Nhân hiện còn hơn 20% tổng diện tích chưa chủ động được nước tưới tiêu.